Sáng nay, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh HCDC cho biết, sau khi bệnh nhân 1342 vi phạm cách ly làm lây nhiễm cộng đồng cho các bệnh nhân 1347, 1348 và 1349, HCDC đã đến lấy mẫu, đến nay là 3.263 mẫu để xét nghiệm COVID-19. Sau chùm ca bệnh liên quan đến bệnh nhân 1342 là tiếp viên hàng không của Vietnam Airlines vi phạm quy định cách ly, số người được cách ly tại nhà, tại nơi lưu trú gia tăng. Nếu như ngày 3 tháng 12 có 1.496 người, thì đến ngày 4 tháng 12 tăng lên 2.390 người, ngày 5 tháng 12 tăng lên 2.978 người và ngày 6 tháng 12 tăng lên là 3.267 người. Ngày 6 tháng 12, Thành phố Hồ Chí Minh cũng cách ly tại các điểm cách ly tập trung là 1.890 người. Năm 2020, thiên tai đang để lại những hậu quả nặng nề cho người dân ở các vùng lũ, nhất là các địa bàn vùng nông thôn. Chính vì thế mà thành quả xóa nghèo của các địa phương lâu nay ít nhiều đang bị tác động tiêu cực, khó có thể khôi phục trong thời gian ngắn. Ghi nhận của phóng viên VTC tại tỉnh Nghệ An. Gần một tháng sau lũ, cuộc sống gia đình ông Nguyễn Viết Vĩ vẫn chưa thể quay trở lại với nhịp sống thường nhật. Mọi tài sản, đồ đạc trong nhà đã bị nhấn chìm hoặc cuốn trôi theo dòng nước lũ. Hơn chục bì lúa còn lại là thứ có giá trị nhất, cũng là nguồn lương thực dự trữ cho cả gia đình đến tháng 3 năm sau, cũng đã lên mốc xanh. Hiện 6 con người, trong đó có 3 đã mất khả năng lao động, chưa biết xoay sở ra sao cho những ngày tháng tiếp theo. Tỉnh nhà môi một tháng 2 bi, là tỉnh đến từng 3 tháng năm là ông có lò mới ăn. Nhưng mà dân hữu rồi rồi, gà không ăn mới nè, vịt không ăn mới nè. Mà gà trôi hết rồi, vịt trôi hết rồi. Thế chứ xảy ấy, để cháu chế mốc cũng không ăn. Nhưng mà chấp nhận phải ăn. Hơn 5.000 con vịt đẻ, vịt hậu bị, 16.000 quả trứng vịt ấp, 4 tấn thức ăn với tổng giá trị gần 900 triệu đồng đã trôi theo dòng nước. Lời lãi chưa thấy đâu, nhưng từ nay, đều đặn hàng tháng, gia đình chị Liên phải gồng mình để trả cả gốc và lãi của số tiền 1,5 tỷ đồng vay ngân hàng. Cái nguồn vốn mà huy động được thì gần như đã huy động rồi. Còn giờ không biết nhìn vô ở một cạnh. Bằng cách tạo sinh kế cho người dân, cung cấp hỗ trợ vốn để mua cây trồng vật nuôi, rồi tiếp tục chuyển giao khoa học kỹ thuật. Và đặc biệt là có cái sự chỉ đạo của ngành ngân hàng, có cái giải pháp giãn nợ cho bà con, nhân dân để người ta, và đặc biệt là tạo điều kiện để vay vốn, tiếp tục vay vốn để tái sản xuất. Thiệt hại do thiên tai, nhất là những đợt mưa lũ lịch sử trong năm 2020 đã đẩy nhiều gia đình miền Trung vào cảnh lao đao, kiệt quệ, thậm chí là trắng tay. Thiên tai đã gây thiệt hại nặng nề đến đời sống, sinh kế của người dân và thành quả xóa nghèo của nhiều địa phương vùng nông thôn Nghệ An. Vì vậy, các chính sách hỗ trợ người dân sớm ổn định đời sống trước mắt, khôi phục sản xuất, về lâu dài cần nhanh chóng được triển khai một cách hiệu quả, thiết thực. Thưa quý vị, chúng ta hẳn chưa quên những làng chài ven biển miền Trung bị sóng biển cuốn trôi do những cơn bão vừa qua. Dù bão đã đi qua, nhưng giờ đây những người dân miền biển lại phải tìm cách chống chọi với một vấn đề khác, đó là triều cường. Xây kè kiên cố chạy dọc bờ biển là giải pháp được đưa ra nhằm bảo vệ vững chắc nhà cửa và ngư nghiệp cho người dân. Những ngôi nhà nằm sát biển lệ thủy vẫn vững chắc trong các đợt mưa bão vừa qua. Nước biển không còn tràn vào nhà, đất đai không còn bị cuốn trôi ra biển. Những chuyến đi lánh nạn khi chiều cường dâng cao cũng không còn. Mỗi năm nó mỗi lâu đây mỗi ít. Năm nay nhờ cái kè đây nó giữ lại. Cái miếng hôm nay mà không có cái kè đây là nó trôi luôn nhòa của lối dậy dọc biển đây thì nó trôi hết thôi. Là có cái kè thì nó nói chung là nó cũng an tâm cho bà con. Mà không có lâu sáng gió, không có lâu nhờ lâu cửa nữa, nhưng mà cũng mừng. Kè chống sạt lở bờ biển thôn Lệ Thủy, xã Bình Trị là công trình được Thủ tướng Chính phủ quyết định ưu tiên đầu tư xây dựng theo diện khẩn cấp để ngăn chặn kịp thời tình trạng sạt lở bờ biển ở đây. Tuyến đê kè có chiều dài 409m, tổng đầu tư 31 tỷ đồng, được thi công thành hai lớp để vừa bảo vệ sạt lở bờ biển, vừa ngăn sóng đánh vào khu dân cư. Kè này thì nó rất phát huy được cái tác dụng. Và về sau á thì khi hoàn thành cái này thì có thể là cái khu này là phát triển là du lịch, rồi bị thương mại là nó đang bị rất là đợt với trong cái nhu cầu của bà con nhân dân. Tập trung về cái thiết bị thi công và phải đảm bảo và cũng như là nhân vật lực trên công trường là đầy đủ và cũng như là tan ca tan kíp để mà kịp thời hoàn thành trong năm 2020 này.
tuyến đê kè bằng bê tông chạy dọc bờ biển hoàn thành sẽ giúp giữ đất, giữ làng. Đã không còn lo chuyện an cư, ngư dân làng biển Lệ Thủy giờ vững tin ra khơi đánh bắt thủy sản, phát triển kinh tế. Trang hoàng nhà cửa, mua sắm, bán lẻ là những nhu cầu tiêu dùng thường tăng từ 10 đến 30% vào các dịp cuối năm. Năm nay, do diễn biến của dịch COVID-19 thì người dân thắt chặt chi tiêu, nhu cầu này được dự báo là sẽ tăng trưởng thấp hơn. Tuy vậy, các doanh nghiệp cho biết là họ đã và đang đẩy mạnh bán hàng, đồng thời đảm bảo cung ứng hàng hóa để bù đắp doanh thu cho 3 quý đầu năm gần như bị ngưng trệ trước làn sóng của dịch COVID-19. Ngày nào cũng đi siêu thị, bà Lương chỉ chọn cho mình những thực phẩm gia đình thực sự cần. Nói về nhu cầu cuối năm và Tết Nguyên đán sắp tới, bà Lương cho rằng người tiêu dùng như bà cũng có tăng nhưng không đột biến. Nếu mà cái hàng Tết ý, bây giờ ngày xưa thì cái thời ngày xưa thì là cái Tết nhất thì là cái nhu cầu nó sắm rất nhiều. Nhưng bây giờ kiểu nó bão hòa rồi thì cái mua sắm, thế là khi Tết đến ta cần những cái gì ta sắm những cái đấy. Cũng không ngủ à, cũng không tích trữ, chúng tôi cũng không tích trữ. Chúng tôi ăn đến đâu tôi mua đến đấy. Để đáp ứng nhu cầu ngày một tăng từ nay đến cuối năm, ngay từ tháng 10, hệ thống bán lẻ này đã chủ động làm việc với các nhà cung ứng, đảm bảo nguồn cung hàng hóa đủ về lượng, bình ổn về giá cả. Tuy nhiên, doanh nghiệp có tính toán kỹ về cơ cấu hàng hóa do nhu cầu mua sắm thay đổi theo dịch. Về cái nhu cầu mua sắm Tết thì chúng tôi cũng không quá kỳ vọng về cái việc tăng trưởng so với các năm. Tuy nhiên rằng là Tết cũng là một dịp để các gia đình đoàn tụ. Nên là chúng tôi cũng sẽ tập trung vào những cái nhóm ngành hàng thiết yếu, nhu yếu phẩm thiết yếu phục vụ Tết. Vì Tết thì là dịp mà người dân Việt Nam của mình cũng có những cái sum họp, sum vầy với gia đình. Bên cạnh nhu yếu phẩm, trang trí nhà cửa cũng là một nhu cầu tăng mạnh vào các tháng cuối năm. Đây là cơ hội kinh doanh cho các doanh nghiệp trong lĩnh vực vật liệu xây dựng như sơn, đồ gỗ, nội thất. Như doanh nghiệp này, trong tháng 10, 11, doanh số bán hàng đã tăng gấp đôi tháng 9. Mục tiêu là doanh thu toàn quý 4 có thể bù đắp được 3 quý gần như đóng băng vì dịch bệnh. Thị trường từ nay đến cuối năm thì rất là nhộn nhịp trong thị trường sơn. Nhưng sản phẩm Juji hiện nay đang có rất nhiều tín hiệu tốt, phản ánh về mặt chất lượng. Vì thế đây cũng là niềm tin để chúng tôi kết thúc năm 2020 này với một cái kết quả tốt so với hệ thống chung của năm 2020. Tức là năm 2020 là năm khó khăn, nhưng chúng tôi tin tưởng rằng với cái đà vận hành như bây giờ, với cái chất lượng của chúng tôi có như bây giờ, thì chúng tôi có được những cái kết quả mà có thể rằng nó không là gì so với năm 2020, nhưng cũng là một tín hiệu để chúng tôi xây dựng cái mục tiêu năm 2021 được tốt hơn. Theo Tổng cục Thống kê, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 11 ước đạt 4.600 tỷ đồng. Cao hơn con số 4.500 tỷ đồng của tháng 10 trước đó. Nhiều doanh nghiệp, nhà bán lẻ hiện đang nỗ lực chạy nước rút trong 2 tháng trước Tết là tháng 12, tháng 1 để cán đích doanh thu cả năm. Một số doanh nghiệp cho biết nếu cố gắng, doanh thu của họ năm nay cũng chỉ giảm 10-20% so với mục tiêu đặt ra đầu năm.